bên quán khuya đèn đến nhạt màu, mình ngồi bên nhau ta uống cạn chén sầu. Ngoài trời mưa ngâu trắng khuya úa màu, như khóc cho cuộc tình đâu vì đâu vỡ tan màu. Thôi uống đi cạn ly rượu này rồi mình chia tay, em hãy về với người còn gì em mơ. Xin chào tất cả các bác nha, chào mừng tất cả các bác quay trở lại Đặng Tín Alo nha. Ngày hôm nay bên Đặng Tín Alo trước mắt đây, em về quá được 10 đôi loa lời cực kỳ xuất sắc luôn. Một dòng loa L-Adamu, hàng công nghệ thiệu của Mỹ nha, con này rất là chất lượng nha, dòng loa lời nha. Con này sử dụng 2 bát 12cm và một siêu chép, con này phân tần đầy đủ và rất đẹp, dòng loa lời nha. 2 bát 12cm và một siêu chép, vừa có nghĩa là chất âm này đánh duy nhất đôi loa lời thôi. Và con đẩy đây, thì rất nhiều bác cứ sợ đấy con đẩy cháy, thì em đánh duy nhất con đẩy 7-8 trong kênh vào một đôi này đây. Và nghe cái tiếng chất nó quá hay luôn. Con này vào ghép và nó full hoặc loa karaoke của bác thì thực sự có tiếng lời nó quá tuyệt vời luôn. Hàng còn zin đẹp cho anh em mình nhá, rất nhỏ gọn mà rất đẹp luôn, phải nói rất đẹp luôn. Đây đằng sau đây, nhỏ nhỏ công suất rất lớn luôn, một đèn CS250 này, được chưa? 200 nhá, công suất là 200W loa. Giải con này rất rộng luôn, từ 70 đến 20 kHz, rất ít dòng loa lời nào có được chất giải như này. Đây giải từ 70 đến 20 kHz, giải quá sâu luôn và rất đẹp nhá. Thực sự anh em là hàng bãi xịn luôn. Và cho xem dù gan đây. Các bạn theo dõi video ủng hộ kênh Tín Alo xem like nhá. Anh em vào theo dõi video ủng hộ cho một like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới cho em nhá. Bạn nào chưa like ủng hộ cho em xin một like và đăng ký kênh cho em. Đây, cho xem luôn số ga con này. Đây con này sử dụng 2 bát 12 và 1 siêu chép. Đây cho xem bát nhá, zin đẹp tuyệt đối luôn. Thực sự là chất âm dòng loa lời này quá đẹp luôn. Anh em bỏ tiền ra chơi dòng loa này ghép vào thì thôi rồi, bộ giảm thanh quắc lên nó quá hay. Đây đánh duy nhất một đôi này thôi mà tiếng nó quá hay rồi, chưa nói bác ghép lên. Đây hàng xịn hết nhá, đây siêu chép đây, rồi củ chép này, về các bác nhìn củ chép này, bảo sao tiếng nó sáng này, bảo sao có dòng là AW này nó được nổi tiếng còn hay thế. Đây và rất nhiều bác sợ là cháy loa cho xem đây, hàng xịn thì không bao giờ thiếu phần tần đâu. Ôi phần tần này, bác nhìn cuộn dây này, nhìn này. Đấy, dùng tụ Sunway nhá, tụ Sunway nhá. Anh em có lên mạng search tụ Sunway nhá. Tụ Sunway là tụ đến từ Mỹ nhá. Đấy, phân tần xịn sò cho anh em mình luôn. Một đôi là bông thủy tinh nhá, mở mùi bãi cho nó khác rất nhiều luôn. Nói chung anh em mình chơi hàng bãi thì chỉ cần mở thôi thôi. Đấy, và em xin báo giá luôn này. Các bạn mua loa thì cọc cho 200 nghìn có sức khoản thôi, 200-300 nghìn có sức khoản. Bắt là chốt nhắn tin phải chốt loa LAW cho em. Chốt loa LAW cho em, 2.800.000 một đôi em bao ship, chỉ 2.800.000 một đôi, bao ship chỉ có 10 đôi nhất nhá. 2.800.000 một đôi loa lời này, hàng bãi xịn thương hiệu công nghệ của Mỹ, 2.800.000. Bao giờ chốt nhắn tin có thể chốt loa LAW cho em, nhắn tin có thể chốt loa LAW cho em, chốt loa LAW cho em, 2.800.000, chỉ 2.800.000 một đôi nhá. Phải nó quá đẹp quá, nó quá đẹp rồi các bạn. Nhớ từ chép này, nhớ từ chép nó quá chất luôn. Rồi bát này, chốt loa LAW cho em, bao là chốt nhắn điện thoại chốt loa LAW cho em, 2.800.000 một đôi, 2.800.000 một đôi bao ship. Một đôi loa lời nó quá đáng đồng tiền luôn. Đây bây giờ sẽ alo tiếng mic cho anh em nhé. Bây giờ sẽ alo tiếng mic này cho anh em mình nghe cái tiếng mic của dòng LA loa này nhá. Em sẽ alo tiếng mic và tí test qua nhạc nhá. Hít đi đi sâu, bảy, tám, chín, mềm, lên, một, hai. Bác nghe được một đôi loa lời mà tiếng mic nó lên là đây đánh dưới đôi là chưa nói bác ghép vào nó full các nhá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em đã đi bỏ ta thật rồi, chỉ vì ta thôi. Lên 6, 7, 8, 9, 10. Lên, một, hai. Ok chưa, bác nào chốt nhắn tin thoại chốt loa lời AW cho em 2.800.000 một đôi, 2.800.000 một đôi vào ship nhá. Đây bác nghe bác chưa làm qua này, 2.800.000. Anh nghe qua chất âm nhá, nhạc nhá, 2.800.000 một đôi, bắt đầu chốt đấy luôn nhá. Số lượng rất ít thôi. Quá phê rồi mà. Thank you.
anh xin đưa em về bên dòng sông tuổi thơ. Anh xin đưa em về bên vườn cây ngát thương, bên cánh đồng xanh gió dợn từng cơn sóng, như đón ta về về với yêu thương. Khói bếp chiều làng, mẹ ngồi nhen bếp lửa, cha giăng lưới về cho đậm đà tổ ca. Anh xin đưa em về con đò neo bến quê. Anh xin đưa em về đi. Ok, bác nghèo chờ đầm nhá, đưa ra lời LW quá tuyệt vời. 2 triệu 800 một đôi. Bác chốt nhắn điện thoại nha, chốt loa LW cho em. Bác chào các bạn nhá.